Xin chào mừng các bạn đến với trận đấu chung kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia trên sân Mỹ Đình. Trong trận lượt đi trên sân Bukit Jalil, chúng ta đã để đối thủ cầm hòa 2-2, dù đã dẫn trước 2-0. Nhưng dù sao đó cũng là một kết quả có lợi cho chúng ta hôm nay. Chỉ cần một kết quả hòa 0-0 hoặc một đều là chúng ta vô địch, theo luật bàn thắng sân khách. Và trọng tài đã nổi hồi còi bắt đầu trận đấu. Theo quan sát của chúng tôi, Malaysia đang sử dụng lối chơi pressing nhằm giành thế trận ngay trong những phút đầu. Đây là chiến thuật khôn ngoan của đội bạn nhằm chống lại khí thế áp đảo trên sân Mỹ Đình của Việt Nam. Các cầu thủ Malaysia đang tổ chức tấn công, bóng đang ở trong khu vực 16m50 của Việt Nam và tỷ số đã được mở cho trận chung kết lượt về 1-0 nghiêng về Malaysia. Thời gian của hiệp 1 đã không còn nhiều, Malaysia đang dẫn trước 1-0. Không khí trên sân đang rất khẩn trương, điều đó thể hiện rõ trên mặt của dàn người đẹp đang ngồi trên khán đài. Chúng ta phải cố gắng san bằng tỷ số trong hiệp 1, điều đó sẽ kích thích tinh thần chiến đấu và giúp chúng ta lấy lại thế trận trong hiệp 2. Việt Nam đang lên bóng, Quang Hải chuyền vượt tuyến lên cho Văn Đức. Văn Đức đi bóng qua hai hậu vệ của Malaysia và kết thúc về góc chết khung thành đội bạn. Và như vậy là một đều cho Việt Nam. Xin chúc mừng tuyển Việt Nam. Một bàn thắng hết sức quý giá trong thời điểm hiện tại. Hiệp 2 đã được bắt đầu. Sau khi gỡ hòa, chúng ta đã dần cân bằng lại thế trận và chơi ăn miếng trả miếng với hổ giấy Malaysia. Rồng vàng đang chơi thắng hòa trong những phút đầu hiệp 2. Văn Lâm phát bóng lên, Hùng Dũng đang có bóng, anh chuyền lên cho Đình Trọng. Đình Trọng rê bóng và chuyền vượt tuyến lên cho Quang Hải. Quang Hải đi bóng qua bốn hậu vệ của đối phương và căng ngang cho Anh Đức. Bóng đã đến đúng cái đầu lạnh của lão tướng Anh Đức và đang nằm gọn trong khung thành của tuyển Malaysia. Chúng ta có thể thấy lưới của đội bạn đang rung lên bần bật. 2-1 cho Việt Nam. Hiệp 2 đã trôi qua được hơn một nửa thời gian, tỷ số đang là 2-1 nghiêng về tuyển Việt Nam. Đến lúc này chúng ta có thể thấy võ tòng Việt Nam đang vần hổ giấy Malaysia. Mỹ Đình chính là hang ổ của rồng, là cấm địa của hổ giấy. Theo quan sát của chúng tôi, nước mắt đã chảy trên má của một nữ cổ động viên xinh đẹp, một hình ảnh diễm lệ trong không khí ồn ào khẩn trương của Mỹ Đình. Malaysia đang phản công chớp nhoáng, hậu vệ chúng ta đã bị xuyên thủng và tỷ số đã được san bằng 2-2 cho Malaysia. Một chút bất cẩn và đó là cái giá mà chúng ta phải trả. Trận đấu đã đi đến những phút cuối cùng. Việt Nam có sự thay đổi người, huấn luyện viên Park Hang-seo đã rút Anh Đức và vào sân là tiền đạo Công Phượng. Hy vọng sự thay đổi người sẽ mang lại hiệu quả. Trong thời điểm sống còn, thể lực và kỹ thuật cá nhân của Công Phượng sẽ có ích cho chúng ta. Các cầu thủ Malaysia đang dồn lên tấn công, hàng thủ của Việt Nam đang cản phá quyết liệt, một quả sút xa về phía khung thành của Văn Lâm và bóng đã nằm gọn trong tay. Văn Lâm tung bóng lên cho Đình Trọng, Đình Trọng chuyền lật cánh cho Quang Hải, Hải qua người và tạt ngang cho Công Phượng và bóng đã nằm gọn trong lưới của Malaysia. Đúng lúc này, trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, kết quả chung cuộc 3-2 cho Việt Nam. Xin chúc mừng tuyển Việt Nam đăng quang AFF Cup 2018. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, các bạn đăng ký kênh để đồng hành cùng chúng tôi trong những mùa giải tiếp theo.